Chúng ta đi dọn này. Cán nhé. Các loại cán củng. Đến đường. Đây hôm nay đây CMD bắt đầu là dọn đây, dọn ở cái đường này đây. Đấy, rác dài này bây giờ mình phải có cái phương pháp để dọn. Chứ bây giờ mình mà dọn đấy mình phải lọc ra. Vừa dồn. Đây, mình sẽ để ni lông một góc đây. Ở đây nó có cả rác hữu cơ. Lá đi ở trong mình không dọn thì mình chỉ lấy dọn những cái ni lông thôi. Đấy, để vào một góc. Xong tí nữa cho vào từng túi chia ra. Chia các túi. Đấy. Chia các túi ra. Chất thải cứng thì chất thải cứng. Gỗ là gỗ. Đấy, hạn thế. Đây nó có cả thủy tinh, dã man quá. Các ông vứt. Các ông vứt thế này thì đã vô ý thức rồi. Đây, áo ơi. Đấy, bây giờ áo này cho ra một góc này. Đấy. Áo các thứ này góc này. Chia phân loại ra. Đấy. Đấy, phân loại để một góc. Đây, ni lông. Đã màn quá. Đấy các bạn nào. Dọn phát sạch ngay nữa. Ngon. Đấy. Chiến chất cái khe này thấy sạch chưa? Đấy, khe này sạch chưa? Đấy, một tí nó sạch ngay. Gọn gàng đẹp đẽ ngay. We'll be right back.
kinh khủng. Đấy các bạn thấy không? Chúng ta mà ý thức đi, đường nó sạch sẽ ngay. Bảo lá cây kiếc như này thì ok. Lá cây kiếc thì ok. Bảo lá cây thì mình chịu. Ví dụ lá cây là kiếc thì nó thiên nhiên. Đấy. Tất cả này là do con người hết chứ. Ý thức thôi. Rồi. Mà đây để lâu rồi nhá. Con nọ mình quay phát các bạn thấy không? 2 ngày rồi đấy, hôm nay quay lại. Đầy đủ dụng cụ rồi quay lại. Không cả dỗi quay lại nữa. Không phải lúc nào cũng dỗi được. Hôm nay quên còn không chưa mang chổi đấy. Lấy luôn cái đấy là chổi. Thôi, không. Không. Thực ra thì những cái mà lá liếc thì mình vun lại, mình vào vườn lại được này. Khi nó vữa ra nó thành hữu cơ. Chả gì cả. Tí lấy cái gì? Lấy cái bay. Lấy cái túi ni lông vàng cái đây đầy rồi. Tôi chỉ nhét được. Chuyển lấy cái túi ni lông khác đi. Để ấy thôi. Không, bây giờ lấy vẫn phải ấy chứ tại vì... Rồi ok. Mình làm này thì quá để mang đến cái lan tỏa thôi. Các bạn thấy thế thì những bạn nào chẳng may mà có xem cái video này thì ra ngoài đường thì không nên vứt rác thôi. Mỗi người mình có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ gọi là cái nơi mình sống, bảo vệ thành phố của mình ấy, thì xanh đẹp đẹp ngay. Môi trường quan trọng lắm các bạn ạ. Các bạn nhớ là môi trường ấy, nó sẽ là cái mình sinh sống hàng ngày. Mình hít thở, không khí nó xanh sạch đẹp thì luôn luôn nó mang đến cho mình một cái sự thoải mái, sinh sống. Một sức khỏe tốt thì luôn luôn ok đó. Không bệnh tật thì sống chất lượng, cuộc sống rất là chất lượng. Chúng ta có thể là nhiều mọi người không có tiền chẳng hạn. Chúng ta nhiều cái có thể làm từ thiện được, làm việc có ích được.
đâu cần thiết cứ phải có tiền đi cho mọi người thì mình mới tốt được, không thiếu cách. Đây là một cách đấy các bạn. Các bạn thấy tại sao lúc đầu mình ngồi không? Mình phải ấy không? Mình phải gắp ra đã xem ở trong nó có cái gì, nó có an toàn không? Nhớ ở dưới là kim tiêm, nhớ ở dưới là những cái đó con bẩn thỉu ấy, con sách nhọn vân vân vân, thì nó sẽ rất là nguy hiểm đến cơ thể của mình. Đấy, bị con kiến nó đốt đấy, chả biết kiến gì đốt, đau phết. Đây, những cái này thì mình phải gấp, rất nguy hiểm, thủy tinh các bạn. Đấy các bạn. Nhìn thì có vẻ mệt đấy, nhưng mà thấy không, tí đã xong rồi, chả đáng bao nhiêu đâu. Đấy, thế là sạch hết ngay. Mỗi người ý thức môi trường phát đi bộ qua đây sạch ngay, chú nhận không? Bao bao tải rác. Ok. Đấy thưa các bạn, đại khái như vậy. Đấy. Xong sẽ mang tất cả những bao tải rác này đến đúng cái điểm đổ rác luôn. Bọn mình sẽ chở đi. À, bây giờ tại vì có hai người cho nên là mình không thể gọi là quay cho bạn xem, tại vì lại quên mang cái chân tĩnh. Đấy, từ lần sau mình sẽ mang chân tĩnh, nhưng mình sẽ làm một đoạn đây nữa cho bạn xem nữa. Đấy, nhẹ đây nhá, bình thường quét phát đây để cho các bạn thấy đây. Đấy, cái này rất là thủy tinh này, cái này rất thủy tinh này.
vì cái này nó là hữu cơ cho nên mình không cần thiết đổi đâu cả. Đây tại sao các bạn biết tại sao mà em chiến với mình đấy, lại kinh doanh gọi là cây đời không đấy, luôn được để cho gọi là green earth đấy, là trái đất xanh đấy các bạn ạ. Ok, mình sẽ tiếp tục làm tiếp. Ok, anh em được xong rồi. Xoa xoa thôi, để công việc nhà nước phải làm chứ. Nói chung là sạch hết rác rồi. Thì bây giờ mang đi đổ. Đấy thưa bạn, hai anh em tôi sau một lúc đại khái là cố gắng làm thôi, nó cũng đạt được thế này thôi. Đấy, mong sao thì các cô chú mà vệ sinh môi trường sẽ làm tốt hơn nữa. Thế thôi, dụng cụ cũng chỉ có thế. Ok, quay đây anh chào khán giả phát bye bye nào. Ok, xin chào, mình sẽ có nhiều chương trình làm như này. Bọn mình sẽ đi dọn những nơi làm cái ý thức nó kém. Mình sẽ làm thật sạch để cho mọi người có thể không thật sự sạch, nhưng chắc chắn sẽ sạch hơn những lúc bọn mình đến. Mình sẽ có ảnh so sánh với các bạn. Xin chào và hẹn các bạn những chương trình tiếp theo. Bye bye và gặp lại. Các bạn ạ, tốt nhất chúng ta hãy tự bảo vệ mình, đặc biệt là sức khỏe. Muốn có sức khỏe tốt, chúng ta phải bảo vệ môi trường. Dù chúng ta đang kinh doanh, dù chúng ta là người dân, dù bất kỳ là thành phần nào trong xã hội thì chúng ta hãy bảo vệ môi trường. Cùng chung tay bảo vệ môi trường nhé. Đối với Dương, Dương kêu gọi và xây dựng chiếc kênh của Dương là bảo vệ môi trường. Không thì các bạn hãy nhìn hình ảnh đây. Đó là gì? Đó là bệnh viện. Và sức khỏe lúc đó mới là quan trọng. Tiền bạc, bất kỳ lúc đó không có gì mua được. Và ước mơ lúc đó chỉ cần sức khỏe thưa quý vị. Lúc đó các bạn có thật nhiều tiền thì không có sức khỏe chẳng làm gì được. Bye bye.